À, ông Minh Tuệ này thì về Thuận nghĩ là ông nên tu theo đạo Lộ Thể đi thì nó hay hơn. Lộ Thể, nếu mà cần thiết thì Huệ Thuận sẽ tặng cho ông Lê Anh Tú một vé máy bay, bay qua dắt qua đạo Lộ Thể và cho ở đó luôn, cho an ổn Việt Nam, cho sự mê tín của nền đạo đức Việt Nam nó có nha. Thì nói bây giờ 1 phút thôi, nổi biểu lên hành giả Minh Tuệ. Sư phụ của anh Giả Minh Tuệ là ông Thích Nguyên Thánh. Ông Thích Nguyên Thánh không nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông chính được ông sự cảm mến và mang ơn đối với lại thầy Thông Lạc, là thầy Thông Lạc cho ông tự quy riêng con và lấy có con dấu rõ ràng và giấy tờ Huệ Thuận đang giữ đây rất rõ ràng, và có con dấu là chứng nhận ông là giới tử và là tỳ kheo riêng của thầy Thông Lạc đóng dấu thôi chứ không có giáo hộ nào. Nên chính điều đó ông không phải là một tu sĩ thật sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông không có chùa, ông chỉ có một cái nhà lầu, một lầu ông ở đó và ông gọi là đường về xứ Phật đó. Ông nhận hành giả Minh Tuệ tại nơi này và lúc bấy giờ thì giáo hội không cho đi khất thực, vì cái nạn mà khất thực người ta giả ra người tu rất là nhiều, làm ô uế, làm ảnh hưởng tới người tu. Chính ngay điều đó thì hành giả Minh Tuệ và ông đã cho hành giả Minh Tuệ bằng bộ đồ y phán thảo và chính ông cũng bằng y phán thảo để kêu mọi người đệ tử của mình đi khất thực, mà trong khi đó thì ông ở nhà, ông ở máy lạnh và kêu đệ tử mình đi khất thực bằng đồ đó. Khi bằng áo này đi gọi là lách luật của giáo hội thì giáo hội đó là không phải là tu sĩ đó, không phải tu sĩ. Nhưng mà một số người không hiểu lầm, nó không thể đúng ra không phải tu sĩ, nhưng mà bằng bộ y mà bá nạp y phán thảo đó chính là cái y của đạo Phật. Nếu mà ông tu hành thật sự thì ông không cần đến đi, thì ông bằng áo thun ba lỗ ông đi, cầm cái bát ông đi đi, đừng có bằng đi vậy, bằng áo thun ba lỗ đi thì không ai nói tới. Nếu mà bằng áo thun ba lỗ đi nha, đầu nghe vị sư này tiếp tục. Minh Tuệ lái xe đầu đà, đầu đà nó có Sư ông Minh Tuệ không có lái xe đầu đà nha. Minh Tuệ lái xe đầu đường ấy thì được, Minh Tuệ chưa giờ lái đầu đà. Sư phải nghiên cứu lại 13 hành đầu đà, sư bổ túc, còn sư không biết thì giờ con sẽ phổ cập cho sư về 13 hành đầu đà. Trong đó có cái hạnh là thanh tịnh, đó là hạnh độc cư nha. Mình nói ẩn ý thêm nữa đó là đầu đầu đàn mặc vào sư đó, ẩn ý về đầu đàn. Sư này hết sức là đưa lên rồi. Quý vị thấy không? Bây giờ vị Thuận sẽ còn hai cái mà vị Thuận muốn chia sẻ cho quý vị. Đó là cái ông mà đệ tử sư Minh Tuệ. Quý vị coi cái phong cách của ông hiểu như thế nào về giáo hậu, và ông nói rất là sỉ sói về giáo hậu và cũng như là đảng nhà nước nha. Cái bản thân của mình tự thắp đuốc mà đi đó, cái câu này là dễ nhất luôn, là câu này Đức Thế Tôn nói đó, là dễ nhất luôn, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình cứu lấy cái bản thân của mình tự thắp đuốc mà đi đó, cái câu này là dễ nhất luôn, là câu này Đức Thế Tôn nói đó, là dễ nhất luôn, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình cứu lấy mình, tự mình tìm hiểu, tự mình cứu lấy mình, còn như vậy thì mình phụ thuộc theo người ta rồi, đúng không? Mình phụ thuộc vào cái bên người đó nói đó, phụ thuộc vào cái đó rồi. Vì ông này nói là phụ thuộc vào cái người đó nói, tức là của giáo hội đó. Và tất cả quý vị trên thế gian này, tất cả là đều phụ thuộc và nương tựa nhau mà sống trên thế gian này. Không có một ai mà không nương tựa hết. Thì ông đang bận cái y, những mảnh vải đó thì ông phải mang ơn những con người đã làm ra những cái vải này cho ông, dù ông có mua bằng tiền. Và tự câu nói mà tự thắp đuốc lên mà đi á, tức là sao? Đức Phật chỉ cho con người không phải tự mình mà mình tìm ra chân lý được. Mình tự mình nỗ lực, mình tinh tấn. Nên cái đạo giải thoát này mỗi người á phải tự nỗ lực tinh tấn, chứ không được giải đãi trên con đường tu tập. Nhưng mà tu là phải sao? Là phải khơi lợi, khai dạy trong bài tự vi, Phật tự vi, Pháp tự vi tăng. Tức là mình phải thấy được tinh tấn nỗ lực tu tập theo những bài dạy của Đức Phật và của Thầy của Tổ.
phải có một từ thầy hướng dẫn của mình nỗ lực mình tu tập để mình gọi rửa được tham sân si để thấy Phật tánh trong mình ra, chứ không ai tu giùm ai. Ông lại hiểu một cái là mình phải tự nỗ lực. Ở một con người đó bắt đầu cái sự nỗ lực, cái sự nghiên cứu của ông Minh Tuệ chứ lại của ông từ đâu? Xin thưa là nó từ mạng, trên mạng xã hội đó, tôi lấy từ trên mạng xã hội xuống. Sư Minh Đạo thì Huệ Thuận không còn gọi là sư mà gọi là sư phá đạo. Vì hình ảnh người sư không thể nào mà chống đối lại tăng đoàn và đi nghịch với lại giáo lý của đạo Phật và đi nghịch với lại tăng đoàn. Vì sao Huệ Thuận nói như vậy? Xin thưa, cái bài viết á về sám hối với lại giáo hội á, một bài viết không thể nào có ở một người tu. Bài viết anh này rất là căm phẫn và không bằng lòng với những gì giáo hội đã xử lý anh ta. Nên là sư Minh Đạo á, gọi là sư phá đạo đó, thì chúng ta phải giải quyết triệt đợi sư này. Giáo hội chắc có lẽ là Huệ Thuận cũng đang chờ giáo hội cho cái vụ việc mà sư Minh Tuệ, hành giả Minh Tuệ này ẩn tu và đang ở trong một cái lãnh cung nào đó, và sau đó nó nguôi ngo và bớt đi cái sự phen u mê và cuồng tín như vậy, bắt đầu giáo hội mới trực tiếp xử lý hành giả Minh Tuệ. Về thuận khiên những người nào mà fan của sư Minh Đạo đó chia sẻ clip này ra, và có một kênh YouTube đã nói rằng sư và nói rằng hành giả Minh Tuệ, hành giả sư Minh Đạo đó thì sẽ theo sư Minh Tuệ và sẽ trả lại y áo cho giáo hậu và sẽ ra khỏi giáo hậu để bằng y phán tạo. Vì mấy ngày hôm nay sư Minh Đạo luôn chụp hình và đăng lên status về hình ảnh của mình, và rất là nhiều vị đệ tử của hành giả Minh Tuệ. Ông không nhận được rằng hành giả Minh Tuệ đang đốt cháy cái giai đoạn mà tu tập của truyền thống Phật giáo. Một con người mà quý vị hiểu được rằng một con người mà muốn trở thành một con người tu, cái hình ảnh mà người ta lấy lại người tu đó, nó phải trải qua không mấy ngàn năm lịch sử như vậy. Về sự giác ngộ, sự dấn thân của Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và sự truyền thừa của hậu tổ cho tới mấy ngàn năm nên tạo lên một nền tảng đạo đức khủng khiếp như vậy để gặp người dân thấy là lợi lại. Nên cái quá trình tu tập nó phải có một cái quá trình, một cái giai đoạn như vậy, không thể nào đốt cháy giai đoạn hình giả Minh Tuệ được. Nên điều đây là hết sức là u mê và cuồng tín. Sư Minh Đạo lại xuyển dương về hành giả Minh Tuệ và đã làm không đúng như hành giả Minh Tuệ, tức là không nhặt vải mà lấy những vải mới để cắt ra mây. Và hành giả Minh Tuệ, sư Minh Đạo rồi gọi là sư phá đạo đó, hết sức là hàm hồ, đã ở trong thất đã phá những cái nội quy của đạo Phật. Ví dụ ở trong thất thì không sử dụng điện thoại di động, không tiếp xúc với lại cộng đồng mạng hay là tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả người thân của mình nhất, đó là đệ tử thuộc của mình trong chùa cũng không được tiếp xúc. Chỉ ở trong thất, chỉ chọn bộ kinh và bộ pháp môn nào để hành trì, không liên can và không biết thế giới là như thế nào nữa. Sau khi hành trì sự phát nguyện trong thất 3 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 3 năm, 10 năm, bắt đầu mình ra, bắt đầu mình mới tiếp tục. Trong khi ông trong thất thì ông vẫn không an tâm, ông bất an về những việc mình đang ở trong thất. Ở trong thất mà ông còn làm những video ông đăng lên mạng xã hội, ông còn tiếp xúc với lại các vị, các người mà đệ tử của ông giả tu và đệ tử của hành giả Minh Tuệ, và ông đăng lên cái trạng thái và các y mây y mọi sự việc trong thất đều người ta biết, đăng lên mạng xã hội. Đó là một cái việc làm mà đang hủy phạm phá giới của ông đối với đạo Phật. Ông nợ đạo Phật rất là lớn. Ông có ngày hôm nay đó là nhờ chính đạo Phật, nhờ tăng đoàn. Ông đang theo con đường hành giả Minh Tuệ, chủ trương những cái thuyết âm mưu của hành giả Minh Tuệ là chỉ vi Phật vi Pháp thôi, chứ không vi tăng và không coi tăng ra gì hết. Tăng là đoàn thể tăng thanh tịnh, ba đời chư Phật cũng phải nương vào tăng, và Đức Phật đặc biệt làm gì làm không ra xa rời tăng. Và tăng tăng được ví như là một cái cây mía, một đám mía
thì một vị tăng không thể nào đi ra khỏi một cây mía, không thể nào trồng một mình được, gió bão sẽ đánh ngã cây mía này, phải trồng thành một đám để nương tựa vào nhau mà phát triển được. Nên anh sư Minh Đạo đi nghịch lại giáo hộ, nên là con có thể là viết thỉnh nguyện thư và yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử lý triệt để ông sư phá đạo Thích Minh Đạo này mới được, chứ không thể nào đỡ như vậy được, thì ảnh hưởng tới giáo hội Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp của Phật giáo. Và con cũng kiến nghị tất cả các quý thầy quý cô đang là đạo Phật và tu sĩ, nếu mà chúng ta không nói lên những điều có hành giả minh tuệ được thì chúng ta cũng đừng nên khác, chúng ta im lặng để cho những người khác họ lên tiếng nha.